Xin kính chào bà con, chào các bạn, chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Trung tâm Cây giống Tâm Đảo. Ngày hôm nay tôi lại có thời gian để tiếp tục làm những video ngắn để giới thiệu cho bà con về một số loài cây giống lâm nghiệp cũng như là cây dược liệu hoặc là một số cây cảnh để giúp cho bà con chúng ta có nhu cầu mua cây giống thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Và tiêu đề chính ngày hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại để làm một video ngắn về cây tùng La Hán, một trong những cây giống đang được rất nhiều bà con quan tâm trồng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên về cái hướng đi thì chúng ta cũng có rất nhiều cách đi khác nhau. Cây tùng La Hán này thì chúng ta có thể trồng với rất nhiều mục đích. Chúng ta có thể trồng vài ba năm cây cao khoảng độ 6-70, 1 mét. Chúng ta cũng có thể bán được với giá tùy giá khác nhau để cung cấp cho các đơn vị làm cây cảnh bonsai hoặc là cây cảnh lớn. Đối với tùng La Hán thì giá trị thực tế của nó rất là cao bởi nó mang ý nghĩa rất nhiều đối với đời sống của con người. Đặc biệt là nó là một trong những cây trường thọ và nó có cái dáng và cái thế rất là đẹp. Tùy theo từng nghệ nhân họ sẽ tạo và chế tác thành những cái cây khác nhau. Chính vì vậy ngày hôm nay nhu cầu sử dụng trồng và phát triển cây tùng La Hán đem lại kinh tế cao bà con được quan tâm rất nhiều thì tôi lại làm một cái video ngắn này để giúp cho bà con chúng ta có cách nhìn thực tế về cây giống tùng La Hán đang được nhân giống và phát triển tại Trung tâm Cây giống Tâm Đảo. Thì bà con có thể nhìn ở đây. Ở đây chúng tôi đang làm cây tùng La Hán có chiều cao trung bình là từ 15 đến 17 cm. Đó, có cây 20 thì trung bình là từ 15 đến 20 cm rồi, nhưng mà nó ở ngưỡng độ trung bình là từ 15 đến 17 là khá nhiều. Đó. Thì ở đây hàng năm chúng tôi cũng có cung cấp khá nhiều các giống cây trồng, đặc biệt là những cái cây đem lại hiệu quả kinh tế cao để giúp cho bà con chúng ta trồng và phát triển kinh tế. Tùng La Hán này thì giá thành ở bên ngoài họ bán cũng khá đắt, nhưng tuy nhiên thì cây thì phải đảm bảo được đóng bầu thì chúng ta trồng nó mới đảm bảo, và cái hai là cây phải bén rễ. Vào giống như thế này thì mỗi một năm chúng tôi cũng có vào khoảng độ vài chục vạn để đảm bảo nhu cầu xuất giống ra bên ngoài. Đây tùng La Hán nhá. Đấy, thì ở đây là khu vực 1 và khu vực 2. Dưới này chúng tôi cũng đang làm rất nhiều cây tùng La Hán. Đó, đây là tùng La Hán. Để đảm bảo cung cấp cho bà con chúng ta những cái cây giống nó đảm bảo tốt nhất. Đấy là tùng nó phát triển tốt và nó sinh trưởng khỏe mạnh để cho bà con chúng ta trồng và phát triển. Thì bà con có thể nhìn ở đây là tùng này thì chúng tôi ở tại vườn thì báo giá nó luôn luôn sát lút, nhưng tuy nhiên thì nó cũng tùy số lượng thì bà con cũng phải thông cảm là chúng tôi không thể báo giá trực tiếp trên video này. Bởi lẽ thì bất kỳ một ngành nghề nào cũng vậy, đều có cái giá trị của cây giống. Chúng ta không thể mua một vài trăm cây mà lại đòi rẻ hơn những người ta mua một vài vạn cây. Tất nhiên thì chúng tôi vẫn luôn luôn tạo điều kiện để giúp cho bà con chúng ta mua được những cái cây giống nó giá thành nó đảm bảo hợp lý nhất, để tránh tình trạng bà con mua qua những cái đơn vị trung tâm nó không uy tín thì giá nó đắt rồi đôi khi nó lại không đúng là tùng La Hán, nó lại là một loài tùng khác chẳng hạn. Đó, đây là khu vực chúng tôi làm giống tại trại giống Trung tâm Cây giống Tâm Đảo. Thì bà con có nhu cầu mà mua cây giống tùng La Hán thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi, và chúng tôi luôn để sẵn số điện thoại ở bên dưới màn hình. Hoặc trực tiếp theo số điện thoại đó bà con có thể add Zalo để có thể trực tiếp liên hệ với đội ngũ kỹ sư lâm nghiệp, kỹ sư lâm nghiệp của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất cho bà con, để chúng ta nắm bắt được cái khoảng cách cự ly cũng như là cái chiều cao thực tế hiện tại của những cái cây giống tùng La Hán đang được nhân giống tại đây. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của Trung tâm Cây giống Tâm Đảo, và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển và đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bà con. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của ở trung tâm giống cây trồng Tâm Đảo.